giọng lên là được liền, đi vô đắng vô buông lắm. Mô Phật chỉ kinh đọc chú là đi nghe Phật chứng minh cho con. Nhắm mắt đọc nha. Đọc bài vậy ha. Em cầu thêm nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đó nó đã ra qua qua nam mô a di đà bà lô chích đê thuốc bát ra gia bồ đề hát đò bà qua ma tát đò bà qua ma hoàng ra Phật về xu đất nà đất đỏ nam mô tất kiết đặt đỏ yên mâm a di gia bà lô kiếp đế pháp Phật nga lăng đa bà nam mô na ra cẳng kỳ hê vị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng ta nói thầy không thuộc đó ha. Nam mô Di Đà Phật. Rồi thầy ra lại đi thầy. Vậy là thuộc ngon lành rồi. Nghe có chan mơ. Không thuộc lắm. Vì chỗ đông người quá hớt. Ừ, mai mốt thầy đi đám thầy đừng có la người ta nữa, thầy lo tụng hết bài kinh vậy tôi đi. Là ok. Rồi. Còn gì nữa. Ủa cái thằng nhóc mà ở Đồng Nai á, nó cho thầy cái đó có cái khánh gõ không? Không, mở ra chung chuông mỏ. Chuông dưới mỏ không phải không? Ừ. Còn mấy cái khánh của mình hôm bữa người ta cho đâu hết rồi. Nó hư rồi, cầm cái cọng nó không có được. Rớt mắt luôn hả? Ừ. Thầu, cái đó cái khánh xịn không đó. Không có cây. Mắt tiểu cây à? Thầy bữa đó không cho đỡ. Ờ, cái đó mình cầm theo mở cửa mã được. Là mình lúc nào mình lại mình gõ thôi, khỏi kêu người ta nữa. Nè, tôi đặt ra ông, bốn câu trong đoạn đầu à. Nghĩa là bài khác nữa phải làm nghiêm mà nói về cuộc đời của mình nè, ông nghe chưa? Là rồi ông đọc ra. Tôi đọc là ông thấm thía nghe. Rồi gõ đọc ra. Ông phải bỏ lỗi tôi hết đi. Ừ, rồi. Nè, cuộc đời mình nè, mình muốn kinh thiền nhập chỉ hóa nè, nghe. Đi học trường hạ với hòa thượng chùa đó, ông dạy đó. Ngày nay kiếp hạ qua đồi mạng cằn quyết mạch lần hồi khô khan. Dường như cá cạn ở ao cổ thêm thời còn.
đó, ăn khớp hai người đó thôi. Quá hay đó. Luôn, bữa nay thuộc hết trơn. Đến thôi mấy người trên mạng tao nói thầy không thuộc. Mà mốt mở cửa mã ông làm gì vậy tôi? Ông đọc thôi. Một bài chú đề bi với cái câu này nè là hay quá nè. Đó đi với bà thượng về thăm chuồng cũng đó. Đi sao hỏng trường canh trường hạ đó. Cuộc đào giải nghĩa nè, dường như cá cạn ở ao sao hết, khó hết. Đó. Cá cạn ở ao là lúc mà mình giống như thua súc người ta đó, là lúc là túng thiếu đó. Rồi lúc bệnh thêm thời có chứ nào như đâu là cũng người đàn ông bây giờ chứ tôi giúp việc cho mấy người giống như đó. cái lúc mà mình đau sắp chết đó là cũng khổ nữa đó, rồi lúc mà hết tiền cũng khổ nữa. Thầy cũng biểu mình lo tu hành đó, sống còn tốn mất đó, hay lắm chú. Quá hay rồi, như vậy mà để thôi còn hai câu này nữa nè, rồi tiếp các tôi làm luôn đi ha. Âm khai chung với trường hạ nè. Đam ma tanh chuồng đóng chớ mê mang, củi sạch lòng son đến niết bàn. Mỗi câu mỗi niệm danh hiệu Phật, ao sen đã chỗ một bông vàng. Câu lại nè. Năm canh chuồng đóng giấc mê mang, thức tỉnh lòng son đến đạo tràng chánh điện đó. Mỗi câu mỗi niệm danh hiệu Phật, áo sen đã chỗ một bông vàng đó, thấy chưa? Quá hay đó. Mấy câu này sao đi đấm sao rồi. Sao đi tụng mở cái mã rồi không nghe ông đọc có đọc áp dụng nó được không? Cái trường hạ với bồi thượng đó, cái đó là mình nhờ kêu người ta tu đó, cái câu mới thì đó là giống như mình kêu người ta tu đó. Phải đọc cần câu này là giọng Hồng Trung sơn khấu nè. Cái giọng thầy đọc cái địa ngục địa quỷ nó nghe mà có phát cây tôi nghe nha. Na sơ canh Hồng Trung xưa sơ khấu bảo kệ cao âm nghe. Thiện thương hạ đường hạ triệt địa phụ của mình giao chủ cứu khổ bổn tôn. Cứu bạc minh đồ đại thanh địa tạng dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát. Nam mô siêu độ Bồ Tát. Nam mô siêu độ Bồ Tát. Thấy không? Các cung tịnh với quân đâu đó, nếu mà vậy đám ma thì đừng có la ai hết trơn. Thầy tụng vậy là gian nghiêm lắm luôn á. Học xong với nhau rồi. Ông đừng có la ai hết trơn á. Vô là tới bài kinh là không quan tâm tới ai nữa hết. Mình đọc của mình thôi. Dưới gõ cho người ta lại thôi. Ông thấy tụi hay không? Đó. Quá giỏi luôn rồi, gì còn đòi gì nữa. Vậy mà thôi, nó lên mạng nó chặn thuộc kinh không người ta còn kích. Tại vì á, ông lo nói chuyện rồi thành ra ông đọc lại khúc khác rồi thành ra ta nói mình không có thuộc từ đầu tới cuối, ông hiểu không? Giống như là chưa? Giống như là mình lo la người ta cái mình quên, cái mình nhảy lại khúc khác. Mừng quá rồi. Giờ ăn xá tôi hết ngày. Rồi, giờ thay đồ đi vô nghỉ đặng chịu đi tụng. Rồi tôi đi về. Rồi. Ông ăn xá tôi nghe. Rồi chào thầy. Hay rồi đó. Rồi quá giỏi. Quá mừng luôn, bữa nay bà Tiết Lương mới coi bà khóc luôn á, nghe thầy tụng vậy là bà khóc luôn đó. Thầy thiệt à. Nhất là ngày nay Tiết hạ qua đầu đó. Đó về lượng này cô Phương La mình đó. Là giải nghĩa từ câu đó. Cái tấm thân mình nè, như con cá mở ao vậy đó. Khô nước là chết. Thì cũng như ông đi làm phước tôi nãy giờ cái cô Âu đó. Cha không cha nói sự cuộc đời của ta cho biểu bao da mụ như. Ai dám hôi được. Nhiều người ta khổ, ta tâm sự chơi tại bà đó bà sao á. Hồi nãy ông không nghe bà nói hả? Bà nói là tại vì tôi lầm á, tôi giống như lấy chồng ta, thành ra tôi không kể được. Là giống như bà lấy bà làm bé đó. Rồi bà sành sao làm bé sao dám kể? Thì bởi vì bà ngại là đúng rồi. Quên nữa, còn 2 ly rồi chạy đường giải quyết đã đi nhờ. Quên nó uống nước kìa. Mọi dịp gì xin lỗi rồi hết rồi hen. Thầu cô ông phát chú đại bi này ra mà cô Đức Lương bà không khen nữa. Thôi tôi làm tôn không rồi trời. Nào giờ ông đâu có nghe tôi đọc thấy không? Không chỉ phụ một câu nữa. Mơ mốt á, tôi mua giải cho Mai mấy cái áo mới thì bỏ mấy cái áo thành rồi đi ha. Là Mai trên cái bà áo chàng đó hả? Có đủ hết. Là bà Mai luôn. Nữa Mai thêm vài cái áo này nè. Bây giờ gì? Đi hai đám ma này mốt chôn có tiền rồi. Cái mình mốt ông mốt. Ông đừng có chặn cái cuộc tôi mới gậu nữa đâu. Cái gì nào tôi nói dù mà cái mãi đó ông xuống liền nghe. Vì cái đẻ là gì nè, tới ngày mốt mấy giờ lắm chiều nay mới đọc lại. Bây giờ mình đừng có mai cái kiểu này nữa. 18, 9, 17, 2 mình đừng có mai kiểu này nữa, mình mai kiểu giống như áo lam gì ta nói mai kiểu giống như áo lam á, mà áo ngắn á là nó hay hơn áo này. Tại
gì ông thầy mà áo sơ mi kỳ lắm, ta la okay. Mai màu này luôn nè, với màu nâu thôi. Màu này với màu nâu, đừng mai màu trắng đi ha. Rồi mới mốt móc tiền đi rồi hai thầy cho đi mai. Tôi điện cho ông ha, ông đừng có chặn nha. Tôi không dám tái phạm nữa đâu. Để đi cho đi ha. Thật tôi chết đó. Bây giờ sáng là ông nghe lời tôi, ông tụng bài kinh đó đi. Rồi xong là được rồi đó. Bây giờ tôi hứa ông không chắc chắn nha. Không dám làm gì cho ông phiền nữa ha. Cứ việc đâu chú đại bi đó đi. Rồi bây giờ ông vô, ông dọn giùm tôi ba cái nồi chắc đi, rồi mình chuẩn bị mình đi nghỉ là chiều 4 giờ mình thăng nữa rồi. Đi. Đúng không? Đây nè, ổ khóa, ổ khóa chi mày giữ thằng ôm nhỉ? Hôm qua đi mua 50 ngàn á. Cái trời Phật ơi, ổ này nữa. Tôi sợ thì vô đấy dần hình mình nó uống hẳn. Biết sao không? Cái cửa ở đây, cái cửa này nó chắc dữ lắm. Người xe không đa, người ta không bị lấy nữa đó. Không, cái cửa này mình đã thấy rồi đâu, chết nhậu. Cái cửa này nó chắc lắm. Được không? Tôi làm không thấy sắt kìa. Chắc chắn. Bây giờ mình lỡ gì rồi được không? Tự nhiên đi mua chi tùm lum hết trơn. 50 ngàn nè. Thì bởi vũ tiền để ta đi mai áo sướng hơn. Không, mình có lắm ma tới rồi. Ừ. Vậy bây giờ 500 ngàn mình đưa cho ông, ông này để đây xài. Giữ nó đi. Ừ. Rồi chừng nào đi nữa là về đem theo. Ha. Cái này để kho cá nè. Đũa một chục nè. Đó bây giờ muốn mở cái chỗ sáng mà nội mở ổ khóa không cũng mất chết không? Không không, bây giờ cãi tôi tiếp thì quên thì phải mất. Không ơi. Nè, cái giá bữa cơm nè. Rồi muỗng nè, hai cái muỗng nè. Ba, bốn cái muỗng vậy nè, bốn cái. Bây giờ tôi nghe lời ông, tôi tự nấu thì đừng nhờ giả ai chứ. Nè, cái nắp dung của cái nồi canh nè. Là ngặt cái nấu canh khổ cá mà không biết là chứ còn mấy mình bự bài chị ba luôn nấu dùm.